vị, màn hòa tấu nhạc cụ dân tộc vừa rồi đã thay cho lời chào của các nghệ sĩ. Chúc quý vị sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Thưa quý vị, Việt Nam là một nước giàu truyền thống hiếu khách từ xa xưa, tục kết trạ, kết nghĩa anh em đã gắn kết những người bạn hát trong làng quan họ với nhau trên mảnh đất Kinh Bắc, để lại những nét đẹp đằm thắm, hồn hậu tình người trong những làn điệu dân ca, trở thành di sản văn hóa độc đáo mang đậm dấu ấn văn hóa bản địa. Người quan họ đón khách bằng câu hát rằng: mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà mời người xơi, và trầu têm cánh phượng em dâng lên mời. Tiết mục múa hát mời nước mời trầu dân ca quan họ Bắc Ninh. Oh.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có hàng dày, cửa đông hàng có hàng dày, đầm xuân tấp nập đêm ngày bán buôn hàng ma phố mới hàng nhà hàng tre hàng bát hàng hương hàng bài hàng bông hàng một hàng quá. Hàng bông thời hàng bột hàng khoai hà trung thời hàng bông hàng da hàng bánh.
ngọc biển trôn kim ngôn của gia đình, ngọc biển trôn kim ngôn xanh thơm bài cả mái bóng cô bé nào.